Người Nhật chế tạo ra cái dàn xe này các bạn ơi. Và đầu máy này của Thái Lan nhé. Ở Việt Nam mình còn thông minh hơn các bạn này. Chế ra cái này này. Đấy, Việt Nam mình thông minh hơn. Người Nhật không nghĩ ra cái này đâu. Việt Nam mình nghĩ ra cái trò này hay lắm các bạn ơi. Đấy, đi chợ là 10 tấn, 20 tấn. Ờ thôi thôi thôi. 1 tấn thôi. 1 tấn rồi là lên phà phà nha các bạn. Đấy, người Việt Nam mình cũng thông minh đấy. Đấy. Bên Thái Lan đầu máy thì rất ngon. Nhưng mà rơ móc họ thì nhìn đấy. Buồn cười các bạn ơi. Không bằng ở Việt Nam mình đâu. Mấy công nhận người Việt Nam mình thông minh thật đấy các bạn. Nghĩ ra được cái khớp nối này. Hy vọng tới được cái thị trường Nhật Bản này. Lên số. Không này. Lên số này.